Chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ bắt đầu thông tin chiều ngày hôm nay, ngày 20 tháng 8. Thì quân đội sẽ chủ trì lo lương thực cho thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 16 nghiêm ngặt hơn theo phương châm là mỗi xã phường là một pháo đài. Trong đó quân đội sẽ chủ trì lo lương thực thực phẩm cho người dân. Tối ngày hôm qua, 19 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến thường trực chính phủ với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về phòng chống dịch COVID-19. Thì theo đó, việc chống dịch thời gian tới sẽ chuyển từ tập trung cao độ ở cấp thành phố sang hai mũi, vừa tập trung vừa phân tán xuống tận phường xã. Thì chính phủ và thành phố bảo đảm mọi nhu cầu để mỗi xã phường là một pháo đài trong mọi khâu, dứt khoát thực hiện ai ở đâu ở đó, giãn cách phong tỏa nghiêm ngặt, bảo đảm an sinh xã hội, lo ăn ở cho người dân, tăng cường xét nghiệm để nhanh chóng phát hiện F0, bóc tách nguồn lây khỏi cộng đồng, điều trị F0 ngay tại xã phường. Thủ tướng yêu cầu là phải đánh giá tình hình, phân loại toàn bộ 312 xã phường tại thành phố Hồ Chí Minh theo mức nguy cơ xanh, đỏ, vàng để giữ vững, mở rộng các xã phường vùng xanh, cô lập thu hẹp vùng đỏ, vùng vàng để thực hiện nghiêm ngặt thực chất hơn chỉ thị 16 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng yêu cầu thực hiện bằng được 6 nhiệm vụ trọng tâm. Thì thứ nhất là thực hiện cách ly triệt để giữa người với người, gia đình với gia đình, xã phường với xã phường nếu thiếu lương thực, đảm bảo cho công tác này thì công an, quân đội sẽ đáp ứng. Thứ hai, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc. Dưới sự chỉ huy thống nhất của địa phương và phối hợp của lực lượng khác, quân đội sẽ chủ trì lo lương thực thực phẩm cho người dân, đồng thời hết sức linh hoạt tận dụng các biện pháp khác để cung ứng lương thực thực phẩm. Thứ ba, năng lực y tế cho cấp xã phường sẽ được tăng cường về oxy, trang thiết bị, vật tư, y tá, bác sĩ, điều dưỡng để điều trị bệnh ngay tại đây, chuẩn bị xe cấp cứu, trung tâm cấp cứu tại từng quận, huyện để đáp ứng khi cần. Như vậy có 3 tuyến điều trị bệnh nhân COVID-19 là xã, phường, quận, huyện và thành phố. Tuyến trên chủ yếu là lo cho những trường hợp nặng. Thứ tư là tăng cường lực lượng công an để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, an dân. Thứ năm, về an sinh xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bám sát tình hình và yêu cầu thực tế để không bỏ sót nhóm người cần cứu trợ. Lực lượng công an cơ sở tăng cường nắm tình hình để cung cấp ngay lương thực thực phẩm cho người vô gia cư, lang thang. Thứ sáu là tổ chức xét nghiệm thần tốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế với các hình thức phù hợp, kể cả đến tận nhà để xét nghiệm, phát hiện F0 nhanh nhất, tuyệt đối không bỏ sót, phân loại điều trị ngay, bóc tách F0 khỏi cộng đồng. Tại Mỏ Cày Bắc, tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội, 5 đối tượng bị phạt 75 triệu đồng. Thì ngày hôm nay, ngày 20 tháng 8, Công an xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc đã công bố và trao các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về hành vi tụ tập ăn nhậu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Thì quyết định xử phạt đối với VNA sinh năm 99 và NHD sinh năm 98 cùng ngụ xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc và BTVH sinh năm 2000 và TTC sinh năm 92 và NHL sinh năm 2000 cùng ngụ xã Thạnh Ngãi về hành vi tụ tập ăn nhậu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền là 75 triệu đồng. Thì trước đó, ngày 16 tháng 8, nhận được tin báo của người dân, Công an xã Thạnh Ngãi bất ngờ kiểm tra căn nhà chòi lá ở khu vực ấp chợ xã Thạnh Ngãi thì phát hiện nhóm đông các đối tượng đang tụ tập ăn nhậu. Thấy công an, các đối tượng liền bỏ chạy. Tuy nhiên, công an xã đã tạm giữ được anh VNA, qua đó làm rõ các đối tượng trốn thoát là những người còn lại. Nên công an xã đã tiếp tục mời các đối tượng này lên làm việc. Kết quả tất cả đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ về hành vi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tất cả mọi người trên là 15 triệu đồng mỗi người. Và thông tin tiếp theo chính là dòng trơm khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ. Thì ngày hôm qua, ngày 19 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà NTHT sinh năm 80, có hộ khẩu thường trú tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, hiện đang tạm trú tại xã Châu Hòa, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre về tội chống người thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 điều 330 Bộ luật hình sự, cụ thể là 6 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8. Tổ tuần tra kiểm soát công tác phòng chống dịch COVID-19 xã Châu Hòa, huyện Dòng Trơm phát hiện bà NTHT điều khiển xe mô tô đang lưu thông trên đường thuộc khu lộ ấp Phú Tân, xã Châu Hòa nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện và tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, bà không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy xác nhận của chính quyền địa phương cho phép bà đi lại trên địa bàn xã nên tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ xe mô tô. Thì bà NTHT ký tên vào biên bản và gọi cho chồng là TVT điều khiển xe từ nhà đến nơi lập biên bản.
Tại đây, hai đối tượng đã có hành vi chửi bới xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, ông TVT chở bà NTHT về được khoảng 5 phút, thì hai đối tượng quay trở lại và ông TVT tiếp tục có hành vi cự cãi với lực lượng làm nhiệm vụ. Còn bà thì tự ý đến nơi để xe mô tô mà tổ tuần tra đang tạm giữ dẫn đi. Một đồng chí trong tổ đã phát hiện và yêu cầu dừng lại. Tuy nhiên, bà đã đẩy mạnh xe mô tô về phía trước, trúng vào người và gỡ mũ bảo hiểm đang đội ném vào đầu của đồng chí trên. Ngay sau đó, tổ tuần tra tiến hành khống chế và bắt giữ bà, bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý. Cuối cùng cho bản tin chiều tối ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre. Tính đến chiều ngày hôm nay, ngày 20 tháng 8, thì theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, tính đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 20 tháng 8, tỉnh có thêm 15 ca mắc mới, nâng tổng số ca trên toàn tỉnh là 1.490 ca. Thì các ca mắc mới bao gồm là thành phố là 8 ca, tại xã An Thuận là 7 ca, An Quy là 1 ca. Thì ổ dịch ở công ty A đã được đổi tên là khu công nghiệp An Hiệp là 7 ca, gồm 5 ca có địa chỉ tại Phú Đức, Hữu Định, An Hiệp, Phú Túc, Sơn Hòa, Châu Thành, 1 ca ở xã Khánh Thạnh Tân, Mỏ Cày Bắc và 1 ca có địa chỉ tại huyện Trà Cú, Trà Vinh. Thì trong số các ca mắc mới là có 14 ca đã được ghi nhận trong khu cách ly và phong tỏa, có 1 ca ngoài cộng đồng. Thì trong ngày là có 19 ca xuất viện, 1 trường hợp tử vong. Tỉnh có 872 trường hợp đã xuất viện, tính đến nay Bến Tre có 34 trường hợp tử vong. Thì ca tử vong mới nhất là bệnh nhân là nam, có mã số bệnh nhân là 167822, sinh năm 1933, có địa chỉ tại Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tử vong sau 18 ngày nhập viện, chẩn đoán do nhiễm SARS-CoV-2 trên nền bệnh thận mãn tính. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều.